Người Việt Nam đúng là khổ thật, đã nghèo mà mua cái gì cũng đắt. Ô tô thì đắt gấp 3 lần thế giới, iPhone ở Việt Nam cũng thuộc dạng đắt nhất thế giới rồi. Ô tô ở Việt Nam thì đắt thật, nhưng iPhone ở Việt Nam không phải đắt nhất thế giới đâu. Brazil với Thổ Nhĩ Kỳ mới là những nơi bán iPhone đắt nhất thế giới. Ở Brazil, bạn phải bỏ ra 33 triệu đồng để mua một cái iPhone 13. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn phải bỏ ra gần 50 triệu để mua một cái iPhone 13 Pro Max. Tuy nhiên, nếu xét về giá của iPhone so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam, thì đúng là người Việt Nam chúng ta mua iPhone đắt thật. Còn đất nước mà bán iPhone rẻ nhất thế giới, đó chính là nước Mỹ. Với số tiền bỏ ra để mua một cái iPhone 13 ở Việt Nam là chúng ta đã có thể mua được một cái iPhone 13 Pro ở Mỹ rồi. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn mua được iPhone đã là tốt lắm rồi. Bởi vì ở Triều Tiên có tiền cũng không mua được iPhone đâu. Quá khủng khiếp.